Sáng 25 tháng 9 năm 2013, một trong bốn cụm biểu diễn trong liên hoan nghi lễ chầu văn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra tại đền Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Liên hoan nghi lễ chầu văn lần này quy tụ các nhóm chầu văn đang hoạt động tại 29 quận huyện của thành phố Hà Nội. Do nghi lễ chầu văn có đặc thù biểu diễn phải đặt trong không gian tín ngưỡng tại các cửa đền phủ, nên ban tổ chức chia liên hoan thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 25 đến hết ngày 30 tháng 9 với 4 cụm biểu diễn tại 4 đền trên địa bàn Hà Nội. Đợt 2, ban tổ chức chọn ra 10 nhóm chầu văn tiêu biểu để biểu diễn tại Rạp Công Nhân trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10. Sân khấu tại Rạp Công Nhân sẽ được thiết kế như không gian của các đền phủ để các thanh đồng có cảm hứng thực hiện đúng nghi lễ. Tham dự liên hoan, mỗi nhóm chầu văn sẽ biểu diễn từ 2 đến 3 giá đồng. Hoạt động phát lộc kiểu tung tiền nhưng nhiều người vẫn thường thấy sẽ được hạn chế tối đa. Liên hoan chầu văn được đánh giá là dịp để kiểm kê và bước đầu tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể chầu văn trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng hồ sơ nghi lễ chầu văn ở Hà Nội. Trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận nghi lễ chầu văn của người Việt được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trình tổ chức UNESCO Thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nghi lễ chầu văn hiện nay vẫn còn có khá nhiều ý kiến và cách nhìn khác nhau. Ngoài việc có những nghi lễ hầu đồng cổ đậm tín ngưỡng của người Việt, thì cũng có những nhóm hầu đồng tổ chức các hoạt động mê tín, gây nên những hiểu lầm không nhỏ trong dư luận. Cơ quan quản lý văn hóa hy vọng sẽ tìm ra được cách quản lý phù hợp để phát huy, bảo tồn những giá trị của nghi lễ chầu văn thông qua việc tổ chức liên hoan lần này. Ngoài các hoạt động biểu diễn, ban tổ chức cũng thực hiện một chương trình tọa đàm bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của nghi lễ chầu văn trong đời sống đương đại. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10 với sự tham gia của các đội chầu văn, thanh đồng, các nhà khoa học quản lý văn hóa.